Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, Đà Lạt là một trong những điểm đến thu hút sự lựa chọn của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Rất nhiều địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, ăn uống được đầu tư phát triển đã giúp du khách có thêm nhiều sự lựa chọn khi đến với thành phố ngàn hoa. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số chương trình hoạt động và những địa chỉ mới mẻ cho chuyến hành trình khám phá Đà Lạt của các bạn nhé. Vừa qua, đêm hội Van Đà Lạt đã được tổ chức tại khu Hòa Bình, thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia. Bên cạnh tham quan các khu vực trưng bày và trải nghiệm vào các hoạt động sôi nổi, độc đáo, khán giả còn được hòa mình trong không gian của những vườn nho xanh mướt, chứng kiến quy trình làm rượu van và thưởng thức các dòng van mới, mang đến những trải nghiệm thú vị. Lado Food tổ chức lễ hội Van Đà Lạt với mục đích giúp cho cùng với cả thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu du lịch đến với cả các du khách trong nước và quốc tế, thông qua việc là giúp cho du khách có những trải nghiệm thú vị về phong cảnh, khí hậu, lễ hội và cả những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu của xứ sở Đà Lạt và con người Đà Lạt đầy thi vị xúc cảm lãng mạn và tinh tế. Ngoài ra, đêm hội Van Đà Lạt còn mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Mỗi chặng đường một dấu ấn, được chuẩn bị công phu, tái hiện trăm năm hình thành van Việt, được tái hiện qua bàn tay tài năng của nghệ sĩ vẽ tranh cát. Bên cạnh đó, vũ điệu múa trống nước, múa tương tác hiện đại của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm nhảy ABC, nữ ca sĩ Nhật Hà cũng là điểm nhấn của chương trình. Coi như lên đây là cũng nhiều lần rồi, nhưng mà có cái dịp này là có cái hội là rượu van này thì thấy thì là vui lắm. Dù thời tiết có không thuận lợi, nhưng đêm hội rượu van đã diễn ra thành công với sự hứng ứng nhiệt tình từ người dân địa phương cũng như du khách muôn phương. Hy vọng với những lễ hội như thế này không chỉ xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt, mà còn điểm thêm cho bức tranh văn hóa xã hội đầy độc đáo của thành phố sương mù. Quý khán giả thân mến, khi đến với Đà Lạt thì du khách thường hay có câu hỏi đó là sáng nay ăn gì? Bình thường ở Đà Lạt buổi sáng thì có các món như bánh mì xíu mại, bún riêu, bánh căn hoặc bún bò v.v. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một món bún bò có cái tên khá là đặc biệt, bún bò bốc khói. Vì sao lại có cái tên này? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nhé! Tòa lạc tại số 16A Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt, quán ăn Sweet Garden với món điểm tâm đặc trưng bún bò bốc khói đang là địa chỉ ăn uống được nhiều thực khách lựa chọn. Bún bò bốc khói, ngay từ cái tên, đã tạo nên sự chú ý của thực khách khi đến đây. Được mở từ giữa năm 2017 và lượng khách đến với quán ngày một đông lên đã chứng minh cho chất lượng của món bún bò độc đáo này. Bún bò từ lâu đã khá quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, tại xứ sở sương mù Đà Lạt, với đặc trưng khí hậu mát mẻ quanh năm, nên việc có thể thưởng thức một món ăn lúc nào cũng nóng hổi luôn là điều mà thực khách quan tâm. Tại Sweet Garden, món bún bò được giữ nóng trong suốt thời gian dùng món, chính nhờ tô đá Hàn Quốc này. Mình xác định lập nghiệp ở trên Đà Lạt này, thì mình muốn có một cái nét đặc trưng riêng cho cái sản phẩm của mình. Thì trong những lần đi mình thưởng thức ẩm thực thì mình phát hiện cái tô đá nó phù hợp ở trên Đà Lạt. Thì tô đá nó sẽ giữ nóng được nè. Đặc biệt là tô đá kết hợp với hương vị của bún bò, nó sẽ giữ nóng được cái tô bún, làm cho cái mùi thơm xả nó toát lên, nó hòa quyện vào nhau. Với trọng lượng trên 3kg một tô đá, cùng với việc chúng luôn được hấp sôi trong môi trường tiệt trùng, đã giúp hương vị của món bún bò cũng như độ nóng của món ăn được giữ nguyên vẹn từ khi chế biến đến lúc thực khách thưởng thức. Thực đơn đa dạng với nhiều thành phần ngoài bún bò truyền thống như bún bò với chả cua, tủy bò, v.v.
tô thì nó lạ hơn mấy cái chỗ khác rất là nhiều. Ở đây ngồi thì thấy nó lịch sự, sạch sẽ, thích tới đến. Món ăn này rất là ngon, mùi vị của nó thì thật là đặc biệt. Hơn hết là nó được giữ nóng từ đầu đến lúc mình ăn xong. Tô bún nghi ngút khói được bưng ra, đối lập với cái lạnh của sáng sớm Đà Lạt, ắt hẳn sẽ khiến mọi thực khách thích thú, nhờ mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi, đánh thức các giác quan của bạn và sự ấm nóng xuyên suốt bữa ăn. 30 phút chính là khoảng thời gian tối đa mà tô bún bò bốc khói này có thể giữ nóng được. Và đây cũng chính là điểm giúp thực khách có thêm thời gian cảm nhận rõ hơn về hương vị tinh túy mà món bún bò Huế mang lại. Quý vị và các bạn thân mến, giữa tiết trời Đà Lạt se lạnh, ngồi trong một không gian xanh như thế này và được thưởng thức một tô bún bò bốc khói nghi ngút thì Thùy Linh tin rằng quý vị và các bạn sẽ có một sự khởi đầu cho một ngày mới hoàn toàn tốt đẹp. Và ngay sau đây thì Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình để cùng đón xem chuyến hành trình tiếp theo chúng ta sẽ khám phá là ở đâu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới thực hiện đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, trong đó giao thông thông minh có sự kết hợp giữa yếu tố bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh đang là mục tiêu mà thành phố Đà Lạt hướng tới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên của chúng tôi trải nghiệm một chuyến hành trình du lịch mới lạ hiện đang được thí điểm triển khai tại thành phố Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, khám phá Đà Lạt bằng xe ô tô, xe máy, xe jeep địa hình hay là xe ngựa vốn dĩ đã rất quen thuộc đối với du khách khi đến với Đà Lạt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyến hành trình khám phá vô cùng mới mẻ trên một phương tiện hoàn toàn mới, đó chính là xe điện. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Thùy Linh trải nghiệm chuyến hành trình này nhé. Cuối tháng 12 năm 2018, lần đầu tiên những chiếc xe điện xinh xắn, thông thoáng được phép lưu thông trên một số tuyến phố của thành phố Đà Lạt để du khách có thể hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đẹp hai bên đường trước khi đến với các khu điểm du lịch nổi tiếng. Với khung giờ hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ hàng ngày, sẽ có 5 tuyến xe điện phục vụ khách du lịch, bao gồm tuyến 1 đường vòng quanh Hồ Xuân Hương, tuyến 2 khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, tuyến 3 khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, tuyến 4 làng hoa Thái Phiên và tuyến 5 chùa Linh Phước Trại Mát. Hướng tới cái tiêu chuẩn là nhãn hiệu xanh, các cái dòng xe đảm bảo về tiêu chuẩn về môi trường và nhất là vận tải về thông minh. Công ty sẽ đưa vào hoạt động thí điểm trong năm 2019, trước tiên là 20 xe và sau trong năm 19 thì trọn vẹn 30 xe. Để thu hút khách thì công ty sẽ phối hợp các bến đỗ, đậu đỗ và phối hợp thứ hai để các cái tour cùng phối hợp với Đà Lạt City Tour để hình thành. Và sau này cũng phối hợp nhiều nữa để mà ra những sản phẩm dòng xe cho hợp lý với thành phố Đà Lạt. Những ngày đầu năm, trên chuyến tham quan thành phố ngàn hoa bằng xe điện, băng qua những con phố thơ mộng, ngập tràn sắc hoa của thành phố, cảm nhận không khí trong lành và se lạnh của phố núi cao nguyên, ắt hẳn sẽ để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Trong hành trình qua các điểm, du khách sẽ được chính những người lái xe giới thiệu về lịch sử, những nét đặc trưng của văn hóa, ẩm thực, Đức và người Đà Lạt. Sự vươn mình đổi mới của thành phố giúp cho du khách thêm hiểu và thêm mến yêu mảnh đất này. Tuy mới chạy thí điểm, nhưng dịch vụ tham quan thành phố Đà Lạt bằng xe điện đã thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách và người dân trên địa bàn. Ước tính chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, dịch vụ thưởng ngoạn Đà Lạt bằng xe điện đã đón gần 200 lượt khách. Ô, thật là tuyệt vời con ơi, lần đầu tiên là cô thấy được cái phong cảnh Đà Lạt mà thoáng mát như vậy. Cô ở Sài Gòn á, cô toàn là ngồi xe buýt cho nên là bịt bùng à, không thấy cái gì cả. Còn về đây thoáng mát, cô có thấy cả cái đồi cù, rồi cô thấy cả Hồ Xuân Hương và hoa bên kia là tí, đặc biệt là vườn hoa đây này là
thích ghê làm thôi. Thành phố Đà Lạt rất đẹp cho nên tôi thấy xe điện du lịch rất tốt cho thành phố này. Được ngắm nhìn Đà Lạt từ xe điện như này đối với tôi rất lạ và rất vui. Với giá vé dao động từ 30 đến 45 nghìn đồng một người một tuyến, nên việc trải nghiệm loại hình dịch vụ mới này là điều hoàn toàn dễ dàng với tất cả mọi người. Và hơn hết, đối với một thành phố du lịch, việc có một tuyến xe điện thực sự rất hữu ích để bảo vệ môi trường, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà Đà Lạt đang trong quá trình thực hiện đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Không ồn ào, không vội vã, giống như tính cách con người Đà Lạt, những chiếc xe điện này sẽ cùng du khách khám phá vẻ đẹp thơ mộng, cùng không khí mát lạnh của thành phố ngàn hoa. Thưa quý vị và các bạn, chuyến hành trình khám phá Đà Lạt bằng xe điện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin mới lạ, những hương vị ẩm thực hấp dẫn về du lịch Đà Lạt. Xin kính chào, tạm biệt.